Kênh Tử Vi hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, tất cả những gì bạn cần nói hôm nay phải là có, nhất định là thế. Bạn nên mở rộng tầm nhìn của mình đến những vùng đất mới, đừng cố gắng giới hạn bản thân lại làm gì vì sau đó bạn cũng sẽ tìm cách thoát thân kia thôi. Những gì bạn tích góp được trong chuyến đi này, chắc chắn sẽ rất có ích cho những dự tính tương lai của bạn đó. Một ngày khá đẹp dành cho bạn, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, dèm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Tý phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Điểm mạnh của tuổi Tý là có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống thì nên tìm một chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác để thoát khỏi những sự tác động tiêu cực xung quanh. Vận tình duyên của tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, đào hoa vượng khí, giúp cho những người còn độc thân sớm tìm được nửa kia ưng ý. Chủ nhật này tuổi Tý sẽ khá bận rộn với lịch trình hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Con giáp này cũng là người có nhiều mối quan hệ khác giới, vì thế mà việc tìm kiếm tình yêu cũng không phải là khó khăn. Con số may mắn 40, 2, 10. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý ngày 30 tháng 9 năm 2024. Mọi việc không nên đi quá giới hạn, kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tài. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc hay về tình cảm. Có cuộc đi ngắn. Có tin vui. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày thuận lợi cho mọi công việc về cầu công danh, thi cử, đính ước, hôn nhân, hợp tác, ký kết. Có tin tốt ở xa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân. Người nữ có tài lộc. Người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước, giải trí. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn. Có tin vui. Mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý ngày 30 tháng 9 năm 2024, có sự thay đổi về công danh chức vụ, tình cảm, hôn nhân. Người nữ có tài lộc, người nam có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, đình đám. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, đình đám, hẹn ước. Có đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài sẽ gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc, tuy nhiên vẫn có tiền bạc hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Tuổi Sửu sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Sửu hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước. Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Sửu cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì tuổi Sửu nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương. Con số may mắn 98, 94, 74. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu ngày 30 tháng 9 năm 2024, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu,
nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn. Không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tiệc tùng. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu ngày 30 tháng 9 năm 2024, cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn. Tài lộc chưa đến hoặc có quà nhỏ, ăn uống. Nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột, nhưng cũng không nên để mình bị áp lực. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu ngày 30 tháng 9 năm 2024, mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu, nhất là lưu ý đến những công việc cũ. Có sự phiền lòng, bất an trong quan hệ giữa bè bạn, thân nhân, hoặc gặp rủi ro. Có tin buồn. Không nên vội vã hoặc lo ngại, sự việc sẽ tốt trong vài ngày sắp tới. Sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, các phương tiện xe cộ, máy móc, nhà cửa. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu ngày 30 tháng 9 năm 2024, nên cẩn trọng coi chừng quyền lợi của mình bị dòm ngó mà không được hưởng, hoặc bị chia phần không như ý, không nên tranh cãi đưa đến xung đột. Cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, sử dụng trong vấn đề máy móc, xe cộ hoặc gặp rủi ro khi làm việc. Có tin buồn. Tài lộc chưa đến, dễ hao tài. Nhà có đình đám, hoặc được mời dự tiệc nhưng không vừa ý hoặc không đi. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu ngày 30 tháng 9 năm 2024, nên thay đổi công việc, hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám. Có tin xấu về đi lại, di chuyển, sử dụng các phương tiện xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Tuổi Dần không nên quá tin tưởng vào những lời khuyên của người khác. Tại thời điểm này sẽ là tốt hơn cả nếu con giáp này tin tưởng vào chính kiến riêng của mình. Ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể là sự tham khảo tạm thời dành cho bản thân trong bất kỳ tình huống nào. Trong khoảng thời gian này, tuổi Dần không nên tham gia vào các công việc nhóm hay dự án chung. Cấp trên hay đối tác, đồng nghiệp đang có dấu hiệu không thành thật với bạn và rất có thể thành quả do tuổi Dần tạo được sẽ nhanh chóng bị họ chiếm đoạt một cách trắng trợn. Tử vi hôm nay cũng nhắc nhở tuổi Dần rằng nên tránh xa những cuộc tranh cãi, xung đột, bởi dù con giáp này có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu thì cơ hội chiến thắng cũng sẽ không cao. Để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, đừng nên lo lắng quá nhiều mà hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên theo quy luật vốn có của nó. Con số may mắn 6, 30, 51. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần ngày 30 tháng 9 năm 2024, đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc. Có hỷ sự. Hợp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần ngày 30 tháng 9 năm 2024, việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần ngày 30 tháng 9 năm 2024, đã đến lúc cần có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại. Không nên chần chừ sẽ bị lỡ việc. Không nên ngồi tại chỗ mà phải đi đến nơi mình cần giải quyết. Có tài lộc. Có hỷ sự. Hợp các nghề nhiếp ảnh, bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư cổ phiếu. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần ngày 30 tháng 9 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui, tin vui, ăn uống, quà cáp. Nghe tin buồn về sức khỏe, bổn mạng của thân nhân. Ngày có sự hẹn ước,
tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần ngày 30 tháng 9 năm 2024, việc gì cũng không nên đi quá giới hạn của nó, dễ đem đến sự phiền lòng, bất lợi, dễ gặp rủi ro. Không nên háo thắng. Nếu có sự chậm trễ hoặc không có phương hướng giải quyết thì để dành vào một ngày khác. Cũng không nên tin vào sự hứa hẹn về công việc bằng tình cảm. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong ngày mai ngày 30 tháng 9 năm 2024, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy tuổi Mão cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư dả, tuổi Mão nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu tuổi Mão tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu. Có thể tuổi Mão đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình, tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Con số may mắn 19, 57, 87. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc, giải trí. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu có tiệc vui, đình đám cũng không nên ở lâu hoặc vui chơi quá đáng đem lại sự tổn thất về tiền bạc cũng như uy tín của bổn mạng. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự chuyển biến rất mạnh mang tính đảo ngược hoặc ngoài dự tính của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Kỷ Mão ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Tuổi Thìn. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. Tình hình tài chính của tuổi Thìn trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều. Tuổi Thìn nếu đang độc thân, chủ nhật này sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó. Con số may mắn 39, 78, 93. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn ngày 30 tháng 9 năm 2024, nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình.
cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Tài lộc không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn ngày 30 tháng 9 năm 2024, không nên hấp tấp, vội vàng vì có những sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Việc di chuyển, đi lại có sự cản trở hoặc gặp rắc rối. Công việc khó tiến hành cho êm xuôi. Cẩn trọng có sự trách oán, phiền lòng hoặc có tin tức xấu. Có cuộc vui nhỏ. Không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn ngày 30 tháng 9 năm 2024, nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ. Nên cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng. Có người đem lại điều lợi cho mình. Có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen. Tài lộc trung bình. Có lộc ăn. Có hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn ngày 30 tháng 9 năm 2024, không nên e ngại chuyện hao tốn vì sự việc không phải là dễ dàng. Trong việc đi lại cũng vậy, phải nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc. Mọi việc tổ chức, sắp xếp cho các công việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn. Có tin tức ở xa. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Tuổi Tỵ cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Tỵ không có quá nhiều tham vọng. Bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi. Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong chủ nhật này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lý trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Sức khỏe không có gì đáng ngại, nhiệt độ đã giảm hơn so với các ngày trước đó nên bạn cảm thấy tinh thần thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Con số may mắn 89, 49, 47. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941. Tuổi Tân Tỵ ngày 30 tháng 9 năm 2024, cần cẩn trọng trong mọi việc. Có tin xấu. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Quý Tỵ ngày 30 tháng 9 năm 2024, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm. Có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống, nhưng hao tài cho tiền bạc đến hạn kỳ. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tuổi Ất Tỵ ngày 30 tháng 9 năm 2024, không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ ngày 30 tháng 9 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có tiệc tùng đình đám. Có tin tức. Có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc, hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 30 tháng 9 năm 2024, không nên có sự xích mích, tranh cãi khi có bất đồng quan điểm.
có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc, có tin tức, có tin xấu về sức khỏe, bổn mạng, tai nạn rủi ro của người thân. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Có tài lộc hoặc chuyện vui, quà tặng, ăn uống. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Tuổi Ngọ sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt. Phương diện tình cảm khá tốt, tuổi Ngọ có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi Ngọ thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Con số may mắn 47, 94, 74. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 30 tháng 9 năm 2024 có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, ăn uống. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tuổi Giáp Ngọ ngày 30 tháng 9 năm 2024 không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, dự tiệc. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nhận được tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc, hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có nhiều sự việc thay đổi bất ngờ hoặc có những chuyện đến ngoài dự tính, kể cả những người mình không hẹn gặp. Không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc. Không nên e ngại chuyện hao tốn sẽ có điều lợi vào, hoặc có quý nhân giúp đỡ, cơ hội đến với mình. Thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, hò hẹn, được lộc ăn, dự tiệc. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Tuổi Mùi hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Mùi trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện. Tuổi Mùi có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn. Con số may mắn 35, 6, 30. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi ngày 30 tháng 9 năm 2024 có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người,
nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi ngày 30 tháng 9 năm 2024, công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có tiệc tùng, đình đám. Có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn. Ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự hư hại về lửa điện hoặc điện thoại, đồ gia dụng. Hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Có tài lộc, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa. Công việc đang tiến hành dễ bị ngăn trở, bỏ dở nửa chừng, dễ bị phá ngang do người hoặc do các hoàn cảnh khách quan đem lại. Có khách đến hoặc nhà có đám tiệc. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024 này sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt. Phương diện tình cảm khá tốt. Tuổi Thân có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi Thân thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ dễ tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở độ cao. Con số may mắn 29, 17, 51. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân ngày 30 tháng 9 năm 2024, tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Tiến thêm thì bất lợi. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Có tin không tốt. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên ra đi hoặc tiến hành những việc đã có dự tính trước. Có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân ngày 30 tháng 9 năm 2024, cẩn trọng trong việc di chuyển, đi lại, hoặc có tin buồn về việc này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân ngày 30 tháng 9 năm 2024, mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc, nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh, hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến. Nên nhu thuận, hòa hoãn với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992.
Tuổi Nhâm Thân ngày 30 tháng 9 năm 2024 nên mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Cẩn trọng trong việc đi lại hoặc có tin buồn về việc này. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Ngày mai ngày 30 tháng 9 năm 2024 công việc của không có gì biến động, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Tuổi Dậu đi làm về nhà và chuẩn bị một ngày khá đổi bình thường. Cứ tiếp tục thiếu sự sáng tạo thì tuổi Dậu sẽ sớm chán việc đó. Tình duyên nở rộ, gia đình hạnh phúc đó là điểm nhấn trong ngày thứ hai này của tuổi Dậu. Hãy trân trọng và dành nhiều thời gian bên gia đình hơn nhé. Con số may mắn 19, 38, 91. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều không nên tiến hành, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt. Không nên đặt nặng vào một chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về tiệc tùng, đình đám, khách khứa, người thân đến. Dễ hao tài. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn. Mọi việc không nên hấp tấp nếu có sự chậm trễ, trắc trở, hoặc có tin không vừa ý, bực mình. Có sự gặp gỡ, họp mặt người thân, bè bạn. Có tài lộc, quà tặng. Có cuộc vui chơi, giải trí, di chuyển, nhưng cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc nghe tin xấu về chuyện này. Hao tốn về mua sắm. Tử vi tuổi Tuất ngày mai. Tuổi Tuất đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng. Vận trình tình cảm của tuổi Tuất hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ? Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Con số may mắn 44, 88, 77. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất ngày 30 tháng 9 năm 2024, mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ bè bạn, thân nhân hoặc có tin tức. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất ngày 30 tháng 9 năm 2024, nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên,
tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất ngày 30 tháng 9 năm 2024, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Nên cẩn trọng trong việc vận chuyển, đi đường, sử dụng xe cộ, máy móc. Nên giải quyết dứt khoát về chuyện tình cảm, nhân nghĩa. Mọi việc nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, dễ gặp chuyện thị phi, phiền lòng. Không nên nhúng tay vào chuyện người không tốt. Không nên luyến tiếc những gì còn sót lại. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất ngày 30 tháng 9 năm 2024, nếu đã có sự hẹn ước, định kỳ thì nên thay đổi. Có sự hội ngộ, gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin tức. Mọi việc nên để tự nhiên, tính toán thêm thì sẽ gặp điều không hay. Tốt hơn là không nên đặt nặng vào sự việc đang đến, và dùng tình cảm, thiện chí mới đạt được kết quả. Tài lộc không tốt, có sự thiệt hại, rủi ro, trách oán. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc mở ra một hướng đi cho công việc cũng như vấn đề tình cảm. Có cuộc gặp gỡ hội hè, đình đám, gặp lại người thân, bè bạn. Có tin tức ở xa. Có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng. Có người đi xa. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Tuổi Hợi nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao, vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì, bạn nên suy nghĩ kỹ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè. Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Hợi hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhâm nhe xen vào giữa hai người hay không. Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất. Con số may mắn 65, 62, 87. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý, nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý, nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài, sẽ xảy ra nhiều chuyện không vui. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ra đi bất lợi. Ngày có nhiều sự hư hại hoặc gặp sự trắc trở khó khăn, cực nhọc cho công việc cần thiết trong nhà hoặc trong công sở. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn. Mọi việc đều khó hoàn tất, dễ gặp những chuyện trái ý, nên nghỉ ngơi, tu bổ, chỉnh đốn lại những công việc cũ, hoặc có sự gặp gỡ, đám tiệc, có lộc nhỏ hoặc quà tặng. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi ngày 30 tháng 9 năm 2024, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài, sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau xem hết tử vi ngày mai. Mong rằng những dự báo trên đó sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có nhiều cơ hội và may mắn, giúp cho nhiều bạn kiếm được nhiều tiền, người dùng kinh doanh. Những ai buôn bán sẽ thu về một khoản tiền lời khá khá cho mình. Quý anh chị thân mến, video tử vi hôm nay đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video mới.
Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình, để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.